Xin chào cả nhà nha. Bữa nay là chia sẻ ăn sầu riêng nha bà con. Sầu riêng là mua hai loại nè. Cái hộp này thì nó màu vàng, ở trong nó vàng hơi đậm nha. Hình như cái hộp này là 17 đồng. Còn cái hộp này hình như là 15 đồng nha bà con. Để ăn coi cái loại nào ngon nha. Đang mua thử hai loại. Còn ở đây thì con dâu mình nó mua bánh tráng trộn. Chút xíu nó làm trộn chung với, đáng lẽ người ta trộn với xoài nha. Ở đây thì không có xoài sống nên Lan mua bơm xanh, tại trên khu Lan ở không có xoài nha, Lan trộn với bơm xanh. Xin chào cả nhà. Xin chào nhà. Rồi bây giờ Lan làm bánh tráng trộn nha bà con. Cái này là thịt bò khô. Cái này là củ hành, tôm khô. Con guốc Lan để riêng ở một bên nha. Rồi cái này là cái gì đây? À này thì là muối ớt thường thôi, không có gì hết. Đây muối ớt. Cái này già màu và dầu điều. Dầu điều với tỏi. Rồi. Cái này thì là đậu phộng. Trái tắc. Anh để hết ra nha. Ăn. Rồi bây giờ Lan để đậu phộng vô nha, để một cái chút vô, đó, để đậu phộng vô. Chưa lấy cái một chút, à, chưa lấy. Chưa thì để vô đây. Rồi. Lan để củ hành phi vô. Cái nào cũng chưa lấy miếng, tại Lan làm có nửa bịch này nha bà con, nửa bịch thôi. Chưa lấy cái một chút. Rồi cái này mình cũng làm nửa bịch luôn đi. Sầu riêng bữa đi. Dâu mình không có ăn sầu riêng. Một con mấy đứa nít ở đây nó thích ăn sầu riêng đông lạnh nè, không có đứa nào thích ăn mà. Khui đi Diệu Hiền, khui đi không? Mày tập ăn thử đi, ngon lắm Diệu Hiền. Nó không chịu ăn. Đây, rồi, chạy tạt. Kìa, khô mà có em kìa. Tôi hiểu nó bò lên đó cô gà ơi. Rồi anh để đây nha. Đó, giờ đầu để cái này vô đây nha. Để cái này vô đây đó. Cái này mình lắp trước nha, hai cái này để vô sau. Gì nè. Thử đi. Ăn này phải không? Rồi để mẹ mà để khô bò vô cho con. Ấy quên mẹ ăn chay để khô bò. Nó ăn chay để thịt chay vô quên nó khô bò. Chết. Cái gì kìa? Cái gì? Cái bọc gì khô chay đúng không? Đó nè. Ôi dạ. Nó mà để bọc khô chay vô cho con. Chỗ mà để còn mẹ thì ăn khô bò, con khô chay. Giờ mẹ ăn chắc tới 8 giờ tối. Bấm bơm bỏ vô nha bà con, bơm xanh. Biết sao Lan thích kêu bơm mà không thích kêu táo. Hình như người miền Nam ai cũng kêu bơm. Kêu à. Ừ. Rồi đây. Trời vừa làm mà vừa chảy nước miếng nè. Vừa làm mà vừa chảy nước miếng bà con. Bóp nó ra nè. Cho nó đường ra. Đúng rồi, trong bọc gì nó mới đều mà con ơi, còn mình làm trong cái kia nó có đều đâu. Đổ nó ra, giống không? Giống cái bà bánh. Giống cái bà bánh tráng trộn không bà con? Đó. Giờ mình gấp nó ra một bên hơn nữa đi. Còn dầu mình hơn nữa. Nãy cái cục nó lớn nè, coi nè. Cái hộp của hộp mình cái hộp của chút xíu. Vậy là cái hộp màu vàng nó có hộp rồi con ơi, hộp màu vàng nó hộp rồi. Màu vàng cũng có hộp mà hộp nhỏ. Hộp nhỏ. Nhỏ hả? Hộp. Nhỏ. Nè coi cái kiểu sầu riêng nó. Đây rồi bây giờ Lan để cái này là thịt chay nha. Thịt chay. Thịt chay cho dư miếng. Cho con ít thôi. Ít thôi hả?
Nào giờ mày chưa? Ở Việt Nam mà lúc Việt Nam con ở Việt Nam nó có bán này chưa? Có. Mà lúc con đi rồi nó có bán chưa? Ừ. Nó không có bán chai. Ờ, nó không có bán chai hả? Cái này trộn chai cho anh. Đó. Cái này chai nha bà con. Để về. Cái này cho con dâu mình nha bà con. Thịt chai ngon lắm. Ăn dụng nè con. Mời con dâu. Mời dâu. Mời dâu đã đủ. Bữa nào mượn dâu mình đóng phim bữa nè bà con. Coi cuộc sống dâu với bà già chồng làm sao. Nè con đũa nè. Thấy không? Làm xong mời dâu ăn đàng hoàng lịch sự vậy đó. Không thôi nữa già nó nhục vô dưỡng lão đó. Đây. Còn cháu nội muốn ăn gì đây? Muốn ăn chay ăn mặn muốn ăn nào ăn. Tùy đi. Tùy duyên đi con. Ủa cái nãy gì vậy ta? Con guốc cái gì vậy? Ừ, đúng rồi con guốc mà không có để nãy mẹ để muối cho con rồi thôi chứ không con guốc này con guốc là con tôm nhỏ nhỏ á tôm nhỏ con guốc à dầu mình ăn chay nó không biết con guốc là gì nó nhỏ xíu vậy con guốc nó chút vậy là kiểu con guốc con này thịt bò khô nha bà con bò khô lên để bò khô vô mẹ muốn thử không mà dặn cái miệng thôi mày thử cái kia đồ cháy kìa hay là muốn ăn đồ mặn. Muốn ăn nào với nội? Muốn ăn bánh tráng thôi. Muốn ăn bánh tráng thì ăn bánh tráng đi, ok. Này. Mời bà con ăn bánh tráng trộn nha. Ăn đi, con ăn nào ăn đi. Rồi ăn đi, ăn nào lấy đi. Ăn bánh tráng trộn rồi hả? Ăn sầu riêng đây nè. Ủa cái này nó vàng khè luôn nè bà con ơi nè. Ăn đâu mày ăn sầu riêng không? Mày hửi ăn thơm lắm, ăn nay sầu riêng. Nó thấy gốm quá rồi. Mời bà con ăn bánh tráng trộn. Được không con? Được ngon. Ngon hả? Ừ. Cái cột mà cái hổ mình nó mua con dưới 10 mấy đồng hàng 15 đồng cái gì rồi. Ừ. Có bò chai, đồ chai bà con. Chiều giờ cho ba ăn thử. Đem mày đâu? Rõ rồi mày đâu? Just no talk. We will hear him well. Kêu nó đi. Kêu nó không nó đâu. Kêu nó dùm mày học đi. Wait for a noise. Ngồi con ăn thử muối gì thì ngon. It didn't noise that me that my brother make a noise. Cái bơm nào cũng chua gì mấy. Gặp xoài sống á, xoài xanh nó chua hơn con. Phải ăn sầu riêng đi, ngồi ăn sầu riêng đi. Sầu riêng ngon ạ. Ôi giời. Ăn ít bò không? Mời bà con ăn sầu riêng hộp coi cái hộp nào ngon nha. Bánh tráng trộn cay quá nó liếm cục nước đá cho nó đỡ cay chút xíu. Nè ăn sầu riêng với nội đi tụ cục nó dần khè bà con ơi nè. Nè ăn không? Nè hám ra. Cái này có hộp không ơi? Cái nào cũng có, này hộp bự lắm. Thì hả? Gạo này hộp bự bên kia nè. Hai hộp cái kia. Cái loại hộp không có hộp á, mày mua nãy mày không thấy 27 đồng. Không có hộp. Này có hộp bà con mà ngon. Mày ngon. Để chừng nào nó có mở lại lễ hội ăn ba bụng sầu riêng. Rồi đang quay cái clip ăn ba bụng ở ngoài city á. Ở ngoài chợ Victoria Market á nó có mở. Mà không biết dịch hoài bệnh gì nó không biết nó có sầu riêng nó mở không chứ mỗi năm thì nó có. Ô you can eat nha bà con ăn, ăn bao bụng. Chiên nó con. Đã chưa mà. Ăn về tới tặc nó mũi quá sầu riêng mà ăn nhiều quá nóng thế bà. Cảm ơn ngon vậy. Chiên.
mà cổ với Lý em nó phái ăn lạnh vậy nha. Nè con thử đi, giữ em một cục chút xíu ra, thử đi. Nè cục này ngon nè. Mà giờ nó không chịu ăn. Ngon bà con, ngon. Rồi, thử không ăn nữa đi con. Mommy, get some over there. Nó biết gì không? Mình tập cho nó biết ăn cái nó gì. Nó mua rồi nó ăn, nó mới đãi mình. Còn nó không biết ăn, nó đâu mua đâu. Ăn đi, ngồi đưa ba mẹ. Cay rồi chết, mà ngồi ăn nhỏ này. Giờ ăn tới cái này bà con. Cái này cũng béo mà nhưng không có ngọt nhiều. Vừa thôi chứ không ngọt quá. Tôi uống không có gà. Chắc là mua hai loại này hộp bự quá đừng. Cái loại kia không có hộp mới ngon. Cái này nè, béo hơn cái màu vàng. Cái màu vàng không bằng. Cái này là cái này thôi, chúng ta em không à. Béo hơn. Hộp này béo hơn bà con. Nó đòi ăn. Thử cái mùi nó đã. Nè, ẩm nó lên. Má nó mùa hửi được cái mùi thối của sầu riêng khoái rồi nè. Mà ẩm rồi đừng bán nữa. Coi mẹ ẩm rồi xong cái tay con bóp dơ kìa. Đi, con đi rửa tay đi. Rồi đi, rửa tay đi, đi ăn nữa, rửa tay đi. Rửa tay đi, đi rửa tay đi. Hồi sáng mà rửa mặt mà cà găng cái nó đó trời. Biết sao anh Liêm không cho mình nuôi chó không? Nó sáng là mình rửa mặt nó, vắt khăn nước nóng lau mặt rửa cho con chó rồi. Rồi chà răng cho nó rồi mới thả nó đi. Còn dắt mà đi ra ngoài đường vô là Lan phải rửa tay, rửa giò, rửa mặt rồi mới cho nó vô nhà. Kỹ gì đó, bởi vì chết con chó kia chết 11 năm anh Liêm đâu có cho nuôi thôi. Bây giờ mới nuôi lại đó. He want more. Đòi ăn. Thôi được rồi. Con ăn hoài không biết sao không ăn lại. Ừ, cho nó thử thôi, nó lại nó phiền mẹ kìa. I don't pick him up. Yeah, don't pick him up. Nó quá gì? Nghỉ đi con. Cay. Uống nước lạnh nè. Ôi chết rồi, bà nội để vô cái này lại đi. Ăn cục này nữa nghỉ bà con. Để uống nước lạnh nè. Ừ. Ở đây, nghỉ đi. Nghỉ đi. Ăn lại với nội không? Ăn bánh chát một cái, ăn không? Gồm là chuỗi tay, chuỗi tay. Chuỗi tay đi rồi. Nè ăn cái cục này không? Ừ, cục đó đó. Thử đi. Chồng ăn thôi. Nhâm. Ngon không? Bị lạnh hả? Cái này mùa hè mới ngon, mùa đông ăn hơi lạnh bà con. Đông đá ăn hồi lạnh. Vậy là cắt bài không vậy? Thấy gì chứ ăn không hết bà con ơi. Còn ờ gần hết học kia thì cũng ăn được quá ha. Ăn cũng được dễ sợ luôn. Ăn thêm cục nữa thì ăn thêm, mày thấy ăn được không? Ngồi ăn nhiều quá ngồi nó nặng bụng. Thấy vậy chứ ăn nhiều cũng ngán rồi bà con. Dư hiền, dư hiền. Dòm kìa. Ăn không hết tính ra chưa ăn có hộp rồi bà con ơi. Thôi tới đây Lan xin chào cả nhà nha. Bye bye bà con.